Xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng comment cho livestream TikTok cực kỳ đơn giản mà ai cũng làm được. Buff comment sẽ giúp livestream của các bạn tăng tương tác, thu hút được nhiều người xem livestream hơn. Lượt comment rẻ và lên nhanh giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Đầu tiên, để tăng comment thì tài khoản TikTok của các bạn phải hiển thị công khai, cũng như cho phép bình luận công khai từ mọi người. Nếu ai để chế độ riêng tư thì truy cập trang cá nhân tài khoản. Ở đây các bạn ấn vào dấu 3 gạch ngang, chọn cài đặt và quyền riêng tư. Phần tài khoản các bạn ấn chọn quyền riêng tư. Ở đây bạn nào đang bật chế độ riêng tư thì các bạn ấn tắt đi nhé. Tiếp đến các bạn kéo xuống mục tương tác, ấn chọn bình luận. Ở đây các bạn cho phép bình luận từ mọi người nhé. Tiếp theo các bạn quay trở ra để lấy link livestream. Các bạn ấn vào livestream, ấn vào icon chia sẻ và ấn chọn sao chép liên kết. Comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.